Thưa sư, việc sử dụng ảnh Phật để trang trí đồng hồ như vậy có phạm tội phỉ báng bậc đáng kính không? Thì sư khỏi mở thì quý vị cũng biết là hình ảnh Đức Phật không được phép dùng cho bất kỳ lý do trang trí nào. Nhớ nha, Phật là dùng để thờ, chứ Phật không dùng để trang trí. Thành ra quý vị thấy là nếu mà nói chung là cái phòng sư ở mà sư quay qua vòng vòng nó hơi kỳ, chứ phải nói là sư không hề có một cái họa tiết hoặc là một cái tranh ảnh Phật nào dùng để trang trí thì không hề có, không hề có đó. Và ở trong chùa thì cũng không có chỗ nào là Phật dùng để trang trí, bởi vì khi mình dùng Phật để trang trí nó thể hiện gì? Thể hiện sự bất kính của mình đối với Phật. Cho nên là mình phải tránh điều đó, và đây là cái điều hiển nhiên. Và ngay cả thậm chí là ở một số nơi, thí dụ như ở Thái Lan hoặc ở Miến Điện, họ còn tuyên truyền gọi là đeo băng rôn biểu ngữ để báo cho biết là không sử dụng hình ảnh Phật giáo hoặc hình ảnh Đức Phật nói riêng cho bất kỳ mục đích trang trí hoặc là giải trí hoặc tương tự như vậy vì bất kỳ lý do gì. Cho nên là điều này là điều không được phép và không nên ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.